Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chuyển sinh thành Slime. Hiện tại thì mình đang có được tương đối nhiều kinh nghiệm, thế nên mình muốn sử dụng số kinh nghiệm này vào việc cường hóa vũ khí, dụng cụ của mình lên để chuẩn bị cho một trận chiến cực kỳ căng thẳng trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái bàn cường hóa trước. Mình cần cỡ 4 hắc diễm thạch. Rồi kim cương nè, 2 viên thôi. Và sắt nữa. Sắt thì có đây luôn. Xong, và mình sẽ chế tạo ra cái bàn phù phép ha. Bên cạnh đó thì mình sẽ cần tương đối là nhiều những cái kệ sắt để mình tăng cái cấp độ cường hóa lên. Mình sẽ gom hết số sắt mình có được từ những ngôi làng các thứ nè, với lại trong những con thuyền á, mình đóng thành những cái kệ sắt. Kệ sắt đây, 21 á, nhiều vậy. 16, 15 là vui rồi, nhưng mà mình sẽ làm 16 cho nó đẹp luôn ha. Xong, mình sẽ đặt cái chỗ phù phép ở đâu đây ta? Trong khu vực mình thì coi chỗ nào trống thì mình sẽ nhét vô ha. Hoặc là trên nóc cũng được nè. Ồ, hợp lý. Trên nóc là tận dụng được tối đa diện tích luôn á. Đây, mình sẽ đặt bàn phù phép ở giữa. Kệ sách thì mình sẽ đặt ở xung quanh. À, vừa đẹp luôn nha. Rồi, hiện tại còn thiếu hả ta? Mình sẽ đặt ở đâu nữa? Đây, đây, đây. Đây, thêm hai kệ nữa là đẹp. Rồi, giờ cho vô thử coi. Đó, phù phép bây giờ là được 30, cấp độ 30 rồi nè. Gầy trái. Chắc mình sẽ lấy trước cây cúp hiệu suất để mình đào cho nó tốt cái đã. Kiếm thì gây trái mình chưa muốn lắm, mình chỉ muốn một cây kiếm nó tăng sát thương thôi, là dòng sắc bén. Mình rất là muốn dòng sắc bén luôn. Sao nhảy lên tới. Nhảy lên. Nhảy lên. Rồi. Cùng hóa. Cúp hiệu suất trước đi ha. Hy vọng là ngoài hiệu suất 3 thì nó sẽ cho mình thêm dòng gì đây. No, không cho thêm dòng gì luôn. Và cây kiếm mình đã cho dòng sắc bén luôn nè. Sắc bén cấp độ 4. Ngon ngon. Lụm luôn. Để coi. Ui kìa, không cho thêm gì hết vậy. Buồn hết ta. Thiệt luôn á chứ. Rất là đáng tiếc ha. Nó không cho mình thêm dòng gì khác. Quá nhỏ. Rồi thôi kệ đi, không sao hết. Mình sẽ tạm thời mình cất mấy cái gỗ vô trong lại. Lưu lên mình cất vô. Lý do tại sao mình không chế tạo ô giáp mà mặc, tại vì mình vừa biết thêm được một cái khả năng đặc biệt của cái set. Không, chính xác hơn là cái kỹ năng Body Armor nè, là giáp toàn thân. Cái tên nó đã nói lên cái công dụng rồi đó, là khi mình kích hoạt mình sẽ được một bộ giáp free nè. Và kể cả cái tay luôn. Cái tay này mình thấy đập đất rất là nhanh á. Gỗ thì sao? Đập gỗ cũng nhanh luôn. Và khi tấn công thì mình sẽ tấn công thử lên em bò này nha. Em bò này em qua lì không chịu vô chui vô nè. Đấy, mình đánh phát là đẩy lùi liền. Để lùi rất là dữ luôn. Được thiệt sự ấy chứ. Để bây giờ mình đang có những kỹ năng gì đây ta? Mình sẽ gắn thêm kỹ năng hơi thở tê liệt vô. Mình qua đây mình cà khịa nhẹ cái thanh niên này cái đã. Không rại, mình ít khi cà khịa thanh niên này lắm. Bữa nay cà khịa nè. Tê liệt. Tê liệt nè. Ui nhưng mà thanh niên này đánh vẫn rất là trâu nha. Ủa đánh rất là đau nha. Có vẻ thanh kiếm. Ủa cái tay đó đánh không ăn thua rồi. Tê liệt tiếp. Dùng kiếm đánh thôi. Oh my god. Giáp thì có thể là trâu hơn cái bộ giáp cũ của mình. Nhưng mà cái tay thì không có mạnh lắm á. Nó chỉ có 4 sát thương thôi. Nên thay vào đó mình dùng kiếm mình đánh thì ngon hơn á. Mình tiêu diệt mấy con này cái coi. Khi khỉa hoài. Ui Ripper, Ripper 777. Gì đây? Ui ui, ê đừng giết đệ tử của ta. Đỡ giùm đệ tử. Ui đệ tử mình sắp ngẫm rồi. Ồ. Thôi thôi thôi, đi về đi về đi về. Rồi khi nào cái bộ giáp mình hết á, hoặc là hư mất tiêu không, mình sẽ tắt cái kỹ năng đi và mình kích hoạt lại, là mình lại có một bộ giáp hoàn toàn mới rồi. Như vậy thì tiết kiệm được ca cá nguyên vật liệu làm giáp của mình đó nha. Có cái bất tiện là mình phải kích hoạt thường xuyên. Và khi mà nó hết không đúng lúc là mình có thể kiểu như bị quýnh ngẫm của tỏi bất kỳ lúc nào á. Nên nó cũng có cái nhược điểm khá là đáng tiếc ha. Nhưng mà bù lại thì đồ free mà. Đâu có tốn cái gì đâu.
Rồi, mình sẽ ngủ một giấc đi trước khi bắt đầu cho cái công việc chiến đấu ngày hôm nay. Láo tét. Khốn kiếp thiệt. Mình sẽ gom coi mình có bao nhiêu trái táo. Một stack luôn hả? Nhiều vậy? 13. Mình không biết làm được mấy trái đây nữa. Ui, chắc không được nhiều rồi. Làm được có 3 trái nữa thôi là tổng cộng 5 trái. Hôm nay chắc mình sẽ cần rất là nhiều táo vàng đó. Ở bên cạnh đó thì hay là mình sẽ tận dụng cái quyển sách sức mạnh mình có loot được trong chuyến đi khám phá. Mình làm một cây cung. Đúng. Mình cần phải có một cây cung để tấn công tầm xa. Mình sẽ coi mình hết que rồi. Mình làm que thêm. Đây. Làm một cây cung rồi đi cường hóa luôn. Rồi. Đi cường hóa. Không biết là cây cung này sẽ được dòng cường hóa gì đây. Hy vọng là vô hạn. Lửa. Thôi. Liều luôn. Cung lửa thì cũng tốt. Sức mạnh 4. Ê, vậy được nè. Mình đang có một cái quyển sách sức mạnh 4. Mà cây cung này có thêm sức mạnh 4 nữa, ghép lại là lên được sức mạnh 5 luôn. Chiến này bắn hơi bị cháy nha. Được. Hai khối sắt rồi. Thêm một khối nữa. Đây. Sau đó thì gắn ở phía trên. Và bùm. Được một cái đe để nhà luôn. Để góc này. Mình sẽ ghép lại để có được một cây cung sức mạnh 5. Và mình bắn hơi bị thoải mái luôn đó nha. Quá đã. Cung mạnh, kiếm mạnh nè. Giáp thì là giáp free. Tới công chuyện thì chứ. Hy vọng là trận chiến ngày hôm nay mình có thể chiếm được ưu thế ha. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ lên đường luôn thôi. Và cái chỗ mà mình cần phải đi tới đó chính là cái vùng sa mạc mà lần trước mình gặp cái con ọt disaster gì đó. Cái con mà bự á. Và trước khi qua bên đó thì chắc mình sẽ kêu gọi anh em quá. Một mình đánh thì chắc cũng không lại đâu. Mình qua bên kia. Mình kêu gọi đệ tử mới được. Mình kêu gọi 500 anh em đi theo. Có gì cover mình. Nè. Mình sẽ liên tục đặt tên ha. Đặt tên là Người anh em. Đâu? Người anh em, hãy đi theo ta. Đặt tên. Một người anh em rồi. Người anh em tiếp theo. Người anh em nữa. Cứ như vậy thôi. Mình sẽ kêu gọi tầm vài chục. Người anh em này cầm chùy. Chiến vậy. Người anh em này có cầm vũ khí không? Không cầm vũ khí hả? Ok đi. Mấy anh đó tay không quýnh nhau cũng được mà. Mình sẽ tiếp tục cái công việc kêu gọi những người anh em giống như vậy thêm một lúc nữa. Tại vì mình cần số lượng rất là lớn những người anh em giống như vậy đi theo mình trong trận chiến sinh tử ngày hôm nay. Lạnh ít dữ nhiều đấy. Nè. Có thêm người anh em nữa nè. Thêm một người anh em nữa. Kêu gọi. Rồi. Một thành viên mới nữa. Khúc này còn không ta? Ừ. Gấu, đúng rồi. Gấu khổng lồ cũng là một cái người có thể kiểu như là giúp mình chiến đấu rất là tốt nha. Mình sẽ cho vô đội luôn. Đó, mình đặt tên rồi. Ngon. Và ui, đặt tên tốn nhiều ma lực lắm á. Nên mình cũng phải cân nhắc á nha. Hy vọng là mình vẫn đủ ma lực để kiểu như là đặt tên tầm 15-20 người anh em gì đó. Mình mong là vậy. A few moments later. Quân số như vậy thì thấy ổn chưa? Mình đặt tên riết cạn ma lực rồi. Giờ đang đợi cho nó hồi lên nè. Ê, quân số đông nhưng mà né hồ lava ra. Lọt xuống dưới hết là toàn luôn đó. Rồi, quân số này xương cỡ 20 em thôi. xương á mà, có nhiêu đâu. Hình như là 25 đệ tử á. Những người anh em này hôm nay sẽ sát cánh cùng mình trong trận chiến với cái con ọt disaster kia ha. Và hiện tại ma lực của mình đang là 1400 thôi, nó đang hồi lại từ á. Mình sẽ gắn kỹ năng gì đi ta? Mình không biết là mình có nên gắn cái kỹ năng hơi thở tê liệt không nữa. Ví dụ mình hơi thở tê liệt là tê liệt luôn cả đệ tử của mình nên không được. Mà dùng sấm sét đen thì cũng không xong. Không, mình có cách. Mình sẽ dùng kỹ năng
đâu ta? Server, kỹ năng mà tấn công này. Kỹ năng này cho phép mình kiểu tấn công tương đối tốt nè, ở từ xa thôi. Mình sẽ kết hợp chung với cung á, chắc mình sẽ không dùng kiếm đâu, mình sẽ dùng cung là chính. Rồi ở dưới là mình sẽ gắn body armor để mình trang bị giáp vô. Rồi trang bị giáp. Bây giờ mình sẽ test thử nha. Ở đây có cái thanh niên này đang cầm chai thuốc hả? À, thanh niên này chơi đồ, chơi một lần hai đồ luôn hả? Như nào anh em? Anh em tấn công. Đúng rồi. Ủa sao thanh niên kia bắt tưởng hả? Ui 500 anh em với lại mà đánh không chết nổi thanh niên kia. Ui nó quýnh mình kìa. Khủng khiếp thiệt, nó hồi phục liên tục. Đúng rồi. Mình không dám quýnh luôn á, mình sợ đánh trúng đệ tử mình. Ơ yes. Cả kìa thanh niên đó cả buổi trời. Cuối cùng thì mình cũng tiêu diệt được hắn. Tuyệt hại là hai đệ tử của mình đã hy sinh rồi, mình cũng ăn hành luôn. Nhưng mà bù lại mình mới hấp thụ được một kỹ năng mới hay sao á, tên là Healer. Một bác sĩ tốt hả? Hình như kỹ năng này nghiêng về hồi phục hay sao đấy. Mình sẽ tìm kỹ năng đó. Đây Healer nè, mình sẽ test thử luôn. Hy vọng là mình có thể hồi phục cho những đệ tử của mình. Ngon, kỹ năng này hồi phục được cho đệ tử mình nè. Đó. Hy sinh hai người anh em để đổi lại kỹ năng xịn như vậy thì mình thấy cũng xứng đáng cho hai người anh em đó. Cái sự hy sinh của những anh em đó sẽ được đền đáp thôi. À, dùng thì nó tốn cũng không quá nhiều ma lực đâu. Để mình sẽ hồi phục cho những đệ tử của mình full máu hết luôn. Nè, gấu cũng chưa đầy máu nè. Đầy máu đi. Ma lực còn 10.000. Nó quá tốt. Ở đây có một người anh em chưa hồi đầy máu nè. Đầy máu đi. Chưa full ma lực luôn. Hết ma lực luôn. Còn 6.000 thôi. Ê, ọt chưa có đầy máu. Cho ọt đầy máu nữa. Đầy máu đi ọt ơi. Rồi, xong phim. Đội hình của mình đã vô form rồi đó. Đầy máu hết rồi. Bây giờ thì mình vẫn sử dụng kỹ năng body armor để mặc giáp thôi. Ok, giờ thì tìm tên Orc Disaster, xử lý hắn thôi nào. Hôm nay mới tiêu diệt bác sĩ nhưng mà đã thất thoát quân số rồi. Hắn đâu rồi ta? Không biết hắn núp ở đâu nữa. Kìa, đoạn tấn công của hắn là cái đoạn đen đen đó. Mình không biết là một hit có thể tiêu diệt luôn những đệ tử của mình hay không nữa. Mong là một hit không giết nổi những đệ tử của mình, để mình bảo toàn quân số. Rồi hắn núp ở đâu vậy ta? Kìa, hắn bên kia, mình thấy rồi. Bây giờ mình sẽ núp ở phía trên trước. Mình sẽ ở phía trên. Mình tấn công. Ui, hắn bị nhiễm với cung. Thôi xong rồi. Mình chế cung để mình tấn công hắn, nhưng mà hắn bị nhiễm với cung mất tiêu rồi. Ow. Hắn tấn công mình cơ. Oh my god. Ăn trái táo vàng mình vô mình tăng cơ luôn nha. Mình với 500 anh em vô anh em. Tấn công 500 anh em. Ui hắn mạnh quá. Ui hắn quýnh 7 kill mình luôn rồi. What. Hắn mạnh quá trời quá đất à. Hắn quýnh cái 7 kill luôn rồi. Thu xong rồi. Cung thì không tấn công được hắn. Mình phải đổi kỹ năng thôi. Sấm sét đen. Sấm sét đen đâu rồi? Bây giờ còn nước rồi. Quân số mình đang hao hụt mà. Có nghĩa hắn được có chút xíu máu hả? À sấm sét đen vẫn tấn công được hắn nè. Rồi hy sinh quá nhiều rồi. Khốn kiếp thật. Những người anh em. Rồi hắn làm mù lò mình rồi. Oh no. Đây là đàn em thân cận của hắn nè. Cay thật.
khó chịu ghê. Mình đã hết ma lực luôn rồi, mình dùng sấm sét đen nhiều đến mức mà hết ma lực luôn mà không giết được hả? Trận chiến này đúng là lành ít dữ nhiều rồi. Tất cả những người anh em sinh tử cùng với mình đã ra đi hết rồi. Hắn còn hồi phục nữa hay sao kìa? Rồi vậy bây giờ làm sao để mình giết hắn bây giờ? Mình sẽ thử mình làm một cái khiên. Sau đó mình vô mình tăng cơ lại coi. Một mình chống hắn thì chắc chắn không lợi rồi. Mình định gũ 500 anh em đi theo mà không quýnh lợi luôn. Mình thất bại rồi. Vậy là mình quá là khinh thường sức mạnh của hắn đi. Thế nên mới nhận một vố như vậy. Mấy cái tên ọt này. Mấy con ọt không kiếp. Ọt nè. Ui. Đó hắn đánh một cái bể nữa cái khiên. What the hell. Cái này chắc mình làm 20 cái khiên mình đem theo mình quýnh hắn thì may ra. Kìa hắn tấn công coi. Oh my god. Đây là sức mạnh của cái con ọt disaster. Hắn cực kỳ khỏe luôn. Mình phóng sờ bia thử coi. Không xi nhê. Ôi xong rồi. Chạy bỏ của chạy lấy người. Xin lỗi những người anh em. Ta không thể trả thù cho những người anh em rồi. No. Mình quá yếu rồi. Bây giờ là mình phải nâng cấp lên vũ khí nè. Thì may ra cả giáp nữa. Tại vì bộ giáp từ cái kỹ năng body armor nó không đủ để mình tăng với cái con đó. Không biết là trong tương lai mình còn có thể hấp thụ được những kỹ năng nào khác mạnh hơn để mình có thể đánh nhau với hắn hay không. Chứ bây giờ là mình không phải đối thủ của hắn rồi. 500 anh em cùng mình chiến đấu, mình hy sinh hết luôn. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. À không, nói 500 anh em thì hơi quá. 20 mấy anh em đi chung mình đi hết rồi. Ui, ở đây có người cầm que nè, mình sẽ thử chiến đấu đây, để mình coi mình hấp thụ được kỹ năng gì. À, mình hấp thụ được một kỹ năng tên là Delete Tante. mình đọc nó hơi việt súp một xíu ha. Đó, đại khái là... Để mình tìm chỗ nào an toàn, mình coi kỹ năng này như thế nào. Really fancy hả? Mình sẽ gắn kỹ năng đó vô coi, nó nằm ở đâu. Delete Tate nè. Hình như đó là một kỹ năng bên nội tại rồi. Đúng không? Cái này mình học được mà. Nhưng mà mình không gắn vô được. Ui, còn có những cái con xương mà nó cưỡi cái con evil này nữa. Khó chịu vậy. Cái kỹ năng Delete Tante đó là nó sẽ thích hợp nếu như mà mình muốn chuyển sinh cơ. Nó sẽ cho mình một cái kỹ năng ngẫu nhiên á. Còn lần này mình là slam rồi nên kỹ năng đó hơi không hữu dụng đối với mình trong giai đoạn hiện tại ha. Và bây giờ mình nghĩ lại về cái sự hy sinh của những người anh em đi cùng mình trong trận chiến đó, mình thấy hơi buồn thật. Mình cũng muốn vào combat lắm nhưng mà mình bị đánh một cái bể nửa cái khiên rồi, hắn đục thêm một cái mất nửa cái máu mình. Mình cũng bất lực thật sự luôn. Ô, chắc giờ chỉ có nước đi mai để nâng cấp sức mạnh thôi. Mình phải nghiên cứu coi trong đây có cây kiếm nào mà là một phát một mất cả khúc máu của hắn. Thì may ra mình còn có thể giết được hắn chứ không thôi là không giết được nổi đâu. Khó rồi. Ủa, cách này thì mình nghĩ cách khác thôi. Giờ thì trước mắt là mình sẽ test từng vũ khí để coi sức mạnh của mỗi loại vũ khí nó sẽ ra làm sao ha. Ở đây thì mình thấy nó có một cái vũ khí mà mấy cái thanh niên xuất hiện gần nhà mình ưa cầm là cây kiếm này nè. Spatial Blade. Cái này thì nó có thể thay đổi chế độ tấn công luôn nha. Công thức làm thì quá là rẻ luôn. Ui, nhưng mà hơi thiếu. Mình đang thiếu một cái mắt của Ender. Chắc bây giờ mình phải đi săn mắt của Ender quá. Săn Enderman ấy. Nhưng mà để săn được Enderman thì mình cần phải... hết hồn. Phải tắt cái kỹ năng Predator của mình.
Tại vì cái năng đó nó sẽ không cho phép sẽ tắt kỹ năng này đi. Để em thôi là mình đánh một phát á, nó hấp thụ luôn à, nó không có gây ra đồ á. Ví dụ bây giờ mình tắt xong đúng không, mình thử mình farm cừu coi coi nó có rơi ra 5 cừu không nè. Đấy, mình rơi ra 5 cừu đây nè. Tương tự vậy đối với những cái con Enderman các thứ á, mình cần phải đi sang Enderman để lấy cái ngọc Ender mới được. Đang thiếu ngọc Ender. Trời. Mặc dù là mình có giáp nhưng mà nó đánh cũng mình cũng hơi sợ ấy, kiểu như mình ít trái tim quá nên hơi rén. Không biết là trong đây có cái giáp nào mặc vô nó tăng trái tim không nữa. Chứ giờ mình làm chuyển sinh thành slime á, thế nên là máu mình nó cố định ở mức là 6 trái tim thôi. Ăn táo vàng thì được thêm 2 trái tim hấp thụ nữa. Cũng không khá hơn là bao. Cũng vẫn hơi rén. Hy vọng trong tương lai mình sẽ có những cái bộ giáp có độ trâu nhất định ha. Trâu hơn cái giáp này thì may ra mình mới đánh được cái con Orc Disaster kia cơ. Giờ thì mình sẽ làm cây kiếm này. Mình sẽ cần thêm vàng nữa, hai vàng. Vàng lộn. Vàng đây. Rồi mình sẽ lấy thêm những cái raw magic sắt này nữa. Đấy. Kết hợp với một chút sắt ha là mình sẽ làm được cái loại khoáng sản này, magic steel. Sau đó thì mình mới mở cái bàn này lên. Lần này chẳng lẽ chế tạo sai nữa. Hôm bữa sai lần rồi. Lần này chắc không có sai nữa đâu. Mình thử làm theo trí nhớ mình coi. Đây. Nhập Ender vô đây. Sắt ở trên. Ui giời. Bùm. Được luôn. Lần này là hết người nhà quê rồi nha. Và mình sẽ cường hóa nhẹ nó lên. Mình sẽ lấy hai cái ngọc Luli. Tại vì mình mới 26 level à, nên chắc không cường hóa được cái ở 30 level đâu. Mình chỉ lấy hai cái thôi. Đấy. Chậm hỏng. Nha. Ôi. Kệ, lấy chậm hỏng cũng đỡ đi. Rồi. Và thanh kiếm này bình thường thì mình cầm coi. Ui, nó có mấy cái văn tự cổ trên kiếm nhìn đẹp ghê ha. Nhưng mà sức tấn công nó chỉ có 7 thôi à. 7. Ồ, hơi yếu thật. Nhưng mà nó có chế độ tấn công đặc biệt, mình sẽ thử kích hoạt lên. Đó. Bây giờ thanh kiếm nó đã có những hiệu ứng lấp lánh rồi. Mình sẽ tấn công thử coi. Ô. Wow. Ơi. Cái này nó có thể tấn công tầm xa nè. Bé heo 10 máu mình tấn công hả? Chết queo luôn. Ui. Khi chuyển chế độ tấn công thì nó mạnh thiệt sự nha. Thanh niên. Ui, thanh niên này là cái tên bác sĩ nè. Hơi bị khỏe. Hồi nãy mình bị hắn cho uống thuốc độc. Ui. Hồi nãy mình bị hắn nhét thuốc độc vô mồm mấy lần là hy sinh luôn mà. Mình sẽ thử cà kẻ hắn coi. Đó. Tấn công hơi bị khỏe. Đó. Hắn chọi thuốc độc. Chọi thuốc độc hả? Trời, thuốc độc mà hắn hồi phục khỏe quá. Đây. Mình tấn công liên tục vậy mà hắn vẫn hồi phục kịp cơ. Cái tư nhờ. Làm bác sĩ cũng tiện ghê luôn á. Đánh không lại thì uống thuốc hồi phục thôi. Mình cũng bất lực luôn, mình đâu làm gì được hắn đâu. Nhưng mà có một cái nhược điểm của thanh kiếm này là rất là mau hư nha. Mạnh thì có mạnh đấy, nhưng mà tấn công rất là mau hư luôn. Ui, hắn ăn sạch chấp. Ngụm đi. Thì ra ngươi chưa kịp uống hả? Ồ, tên này nữa, hồi nãy tên này là tên ăn hôi nè. Người ta đang đánh nhau mà vô ăn hôi. Xin vĩnh biệt cô. Đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Bây giờ cơ hội cuối cùng của mình là đi qua những cái thế giới khác, tiêu diệt những cái con quái vật mạnh, hy vọng là hấp thụ được kỹ năng xịn ha. Ui, cái con heo ở dưới địa ngục thì không có cho mình kỹ năng mới. Giờ không biết hấp thụ coi từ con gì ta. Không biết trong đây nó có con rồng Ender không nhờ. Địa ngục thì mình không có xuống được rồi. Địa nó không biết có xuống được hay không. Ui, nó quýnh hồi đồng mình. Quýnh hồi đồng à. Giờ mà mình ví dụ mình giết rồng xong mà nó hấp thụ được một cái năng xịn sò con bò thì may ra mình mới có thể đương đầu với cái con Orc Disaster ở bên sa mạc á. Để chuẩn bị cho trận chiến này chắc mình phải rèn luyện mình thêm thật là nhiều thì mới có khả năng thắng thôi. Chứ bây giờ mình còn dạng yếu lắm.
Enderman thì không. Bitlin, mình sẽ tấn công Bitlin. Thử coi. Bitlin cũng không cho mình kỹ năng luôn. Vậy là phải tìm một cái con khác rồi. Ở dưới địa ngục còn con gì không ta? Còn con gas. Đúng. Mình cần phải tìm con gas để mình farm nó. Qua nay mình xuống địa ngục mình chưa gặp nó. Đúng rồi, gas ơi, xuất hiện đi cưng. Anh xin nhẹ một phát vô mồm. Tại vì cung mình có sức mạnh á, nên mình nghĩ chỉ cần một hit thôi là có thể kết liễu được con gas thôi à. Dạ, những cái con hotlin này nó hung quá. Nó cứ khịa mình thôi. Nên mình gắn kỹ năng bắn tơ vô mình đi thôi. Chứ không thôi nó khịa mình á. Bay qua bên đó. Đi. Tiếp tục hành trình đi săn những con quái vật mạnh để tăng tiến sức mạnh thôi nào. Mặc dù mình đã cố gắng hết sức trong cái trận chiến với cái con Orc Disaster đó, nhưng mà sức mạnh của mình vẫn là chưa đủ để đương đầu với nó. Chắc mình phải tìm một giải pháp khác để tăng tiến sức mạnh sớm hơn, hoặc là đi hấp thụ những cái năng mạnh đó, rồi sau đó dùng cái năng mạnh đó để giết cái con Orc Disaster để trả thù cho những người anh em đã hy sinh trong trận chiến ha. Mình mong là mình sớm có đủ sức mạnh để trả thù hắn trong thời gian gần nhất. Và cũng các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá không được thành công lắm trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá khác thành công hơn ha. Công gia thi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.